tổng cả mấy tiền? Nói chung là cả phủ gầm, cả tất tần tật, nó rơi vào khoảng 50 triệu. Anh em mà đi cao tốc ấy, hay đi cao tốc ấy, thì độ cái này vào. Đặc biệt hay là cái cờ rui thôi. Nhưng mà dán xong thì có nó đỡ không? Cái đỡ này nhiều chứ. À, đấy. Mà đi không bị chói mắt. Đúng rồi. Đấy thì đấy là cái kính mặt. Bây giờ anh thử giới thiệu cho em cái tính năng nó hay khi mà anh sử dụng cái này xem nào. Cái này hay thì nó chỉ có là ra lệnh giọng nói với lại ấy thôi, chỉ đường, dẫn đường rồi là nghe nhạc. À, gì nữa? K360 đấy. K360. Mình thích nhất là cái này. K360 bây giờ không có cái này là không đi được. Xin chào anh em, đây là chiếc xe Accent phiên bản thiếu. Chiếc xe này thì cực kỳ nhiều đồ luôn, rất là hay. Mà những cái món đồ ở trên cái chiếc xe này nó không bị thừa, có nghĩa là anh độ vừa phải thôi. Thì hôm nay mình quay lại từ phần bên ngoài này, phần bên trong này. Ví dụ như cái bộ này, anh thỉnh thoảng anh về quê ấy, thì sẽ cần đến một bộ cruise control. Hoặc là cái bộ cruise control này nó có cả lim nữa luôn. Đấy, để cảnh báo tốc độ, nó để giới hạn cái tốc độ. Đặc biệt là cho bạn nào mượn xe mà bạn không thể chạy quá được cái tốc độ mà mình đã gài. Rồi thì cái tiếp theo này, bộ đèn trên chiếc xe này. Đấy, mình độ lên cái đèn này là đèn xenon thôi. Đó, rất là nhiều anh em độ đèn ấy thì có hỏi mình là những chiếc xe có bi này thì độ đèn led hay độ đèn bi. Thì mình cũng có một cái video mà chia sẻ đến cho mọi người là lắp led lên thì nó sẽ sáng như nào, lắp xenon thì nó sẽ sáng như nào. Thì mình vẫn có lời khuyên là đối với những chiếc xe có bi ấy, chúng ta độ xenon. Còn nếu mà bạn muốn sáng nữa thì mổ đèn ra thay cái bi led vào, hay chúng ta gọi là thay luôn cả cụm mắt đấy. Rồi cái bộ tiếp theo đây, trong tổng thể cái camera 360 đấy, nó nằm ở gọn gàng trong logo đấy, rất là đẹp. Thì đây là một cái hệ thống OLED C8S. Phiên bản này nó có 4 mắt camera cắm trực tiếp trong màn hình. Đó, bây giờ mình sẽ quay sang bên này, quay cho anh em. Cái bộ vành này, đó, anh phay lại. Thì ở đây chạy hơi bẩn thôi, nhưng mà những cái chỗ trắng này là anh đã phay này. Đó, và ở những cái chỗ đen này là anh sơn đen. Thì cảm giác cái vành này nó đẹp hơn. Đấy. Rồi một chi tiết, anh em thấy chưa? Đây là bộ cảm biến áp suất lốp lắp ở trong màn hình chờ táp lô, rất là zin luôn. Rồi ở đây nó sẽ có một cái mắt camera. Cái mắt ở vị trí này ấy, nó vô cùng quan trọng, đặc biệt là những anh em lái xe mới hoàn toàn. Chúng ta xi nhan, chúng ta nhìn được toàn bộ cái khúc ở bên này. Gần như là gần anh đi từ đầu chưa bao giờ xước, bởi vì nó có một cái hệ thống K360 này. Ở cái phần kính và phần gương này thì mình có lắp cái bộ mà lên xuống kính ấy. Đấy, ví dụ như chúng ta ở ngoài xe, chúng ta khóa cửa thì kính nó auto lên hết. Và ví dụ như anh em muốn xuống thì chúng ta vẫn xuống được. Đây, tiếp tục mở ra. Đây, em quay vào đây. Đây là cái phần bước vào này. Nếu như ở cái phần nhựa này chúng ta bước vào dẫm vào thì nó sẽ bị xước. Còn ở đây là cái phần này là inox hoặc là titan ấy, thì nó sẽ không bị xước, hoặc xước ở bên trên này. Tuy nhiên thì lắp ở cái bộ này thì mình sẽ thấy nó sẽ không được chắc chắn. Tất nhiên là ốp chống ốp thì nó sẽ không được chắc chắn, nhưng mà nó sẽ đảm bảo cho chúng ta là nó sẽ không bị xước. Về cái bộ phim cách nhiệt này thì mình cũng có lời khuyên. Đây, chiếc xe thì chắc chắn là chưa có này. Nếu như anh em dán cái bộ phim cách nhiệt vào ấy thì cái kính mặt phải là kính xịn, còn phần đằng sau thì vừa phải thôi cũng được, tùy theo nhu cầu, tùy theo tầm tiền của mọi người để chúng ta chọn mấy bộ phim mà nó tầm giá phù hợp nhất. Ở vị trí đằng sau thì nó có thêm một cái mắt camera, và cũng ở bên gương thì nó có thêm một cái nữa. Trong tổng thể 4 cái, bây giờ mình sẽ quay vào trong để anh em trải nghiệm cái hệ thống này. Giới thiệu mọi người, đây là anh Lý Thông, chủ chiếc xe. Anh qua ủng hộ bên mình cực kỳ nhiều món luôn, và giới thiệu vào bên trong này những cái tính năng hữu ích này. Đấy, đặc biệt là cái tính năng Cruise Control. Bây giờ nhờ anh Lý Thông, anh giới thiệu cho em cái tính năng hay của cái bộ này. Cái này hay của nó là đi trên cao tốc là mình có thể xét được là ví dụ như là khoảng bao nhiêu km trên giờ, là cái cruise control này là nó cứ không cần đạp chân ga. Cái thứ hai, hai cái limit này nữa là nó sẽ là đi trên ví dụ như khoảng cái đường mà 50 km/h thì mình sẽ xét 50 km/h, nó sẽ không bao giờ, nó sẽ đạp hết chân ga, nó không lên được nữa, nó chỉ được 50 km/h thôi. Nữa thì đây, anh dài lắp một bộ cảm biến áp suất lốp này, nó nằm ở trong cái hốc trời này luôn, zin luôn đấy, nó không phải rườm rà. Thì như trước mình có bảo ấy, một là lắp vào Android này, hai là cắm vào tàu này, rồi ba là đặt ở trên táp lô này, đấy, bốn là lắp vào zin này. Đấy, thì anh lắp vào zin đấy, tùy vào nhu cầu của mọi người. Cái này là chắc chắn là bạn của nó, nên là nó chỉ
có bật cái này ra nó cắm cái, không có một cái chế một cái gì luôn. Đúng rồi. Cắm có mỗi một cái tẩu vào là xong. Đúng rồi. Cái cục đấy vào để lấy nguồn hay sao? Thực ra là hãng nó cắt bỏ để nó giảm giá thành mà anh. Chứ còn như Santa Fe là có hết rồi đấy. Nó không bị quá tốc độ. Nó không quá tốc độ được. Đấy, cái chiếc xe bản thiếu là nó không có cái này. Đấy, còn nó có cái bên này. Đó, do vậy là cái này độ anh thêm. Đấy, anh em mà đi cao tốc ấy, hay đi cao tốc ấy, độ cái này vào. Đặc biệt hay là cái cờ rui thôi. Cái cờ rui là nó rất hay. Nó được các cái lợi ích tiết kiệm xăng này. Cái thứ nhất là tiết kiệm xăng bởi vì nó đồng tốc. Cái thứ hai là nó giúp cho chúng ta đi nhàn hơn, đúng không? Rồi cái thứ ba của Cruise nữa là nó sẽ giúp cho anh em, đặc biệt là đi vào khu dân cư ấy, là mình cứ set 60, mình không bao giờ lo chạy quá tốc độ hay là không bị theo kiểu là nhiều lúc là mình không để ý mình mà đạp ở phần bên dưới này, nhiều lúc nhích một chút thôi lên 5 cây là quá rồi. Đó thì đây cái bộ này rất là hay này. À có một cái nữa ở đây này. Đấy. Cam hành trình 70 mai. Đây mình gọi là cam hành trình quốc dân. Bởi vì sao? Bởi vì là có nó giá rẻ này. Nó quay nét này. Đấy. Rồi thì nó là một thương hiệu lớn này. Thiết kế đẹp này. Đó là cam hành trình quốc dân. Nhiều người lắp là quốc dân. Rồi, có thêm cái thảm táp lô này để cho nó dịu mắt thôi. Chứ để nó chống nóng thì nó cũng không có đâu. Đấy, không chống nóng đâu anh em ạ. Chống nóng nó phải là cái kính như này. Đây, cái này là có dán một cái phim cách nhiệt là của Johnson của Mỹ. Đấy, của Mỹ. Còn ở bên đây là hãng tặng, chưa dán một cái gì, dán được mỗi cái mặt trước. Đúng rồi. Thì em cũng có lời khuyên đối với cái kính mặt ấy là phải dán cái loại xịn. Bởi vì sao mình còn nhìn qua lắm, mà. Nóng lắm, em đi em thấy nóng lắm, không chịu được. Nhưng mà dán xong thì có nó đỡ không? Cái đỡ này nhiều chứ. À, đấy. Mà đi không bị chói mắt. Đúng rồi. Đấy thì đây là cái kính mặt. Rồi, đến cái phần này này. Là trước ấy là anh đã lắp cái màn hình gọi là, vì là anh cũng là một trong những người đầu tiên mà lắp chế vào cái màn zin. Đấy. Thì khi đấy là qua em chế thì nó sẽ đẹp như thế này. Còn sau đấy thì em cũng có nói là nếu như cái dưỡng mới về thì anh qua đổi cho free. Nhưng mà anh thấy cái dưỡng mà giữ nguyên này, cái hàng nút này so với cái mới như anh xem thì anh thấy như nào? Cái này đẹp hơn này. Cái dưỡng mới kia nhìn nó gọn hơn nhưng mà nó lại có hai cái tai ở trên này, mình thì không thích. Đúng rồi, nó có thêm một cái khớp ở trên này đấy. Nữa. Thế là mình muốn để như thế này cho nó zin luôn. Đúng rồi. Zin nguyên bản. Cảm giác đẹp mà nó sát mà đúng không? Đấy. Rồi ok, bây giờ anh thử giới thiệu cho em cái tính năng nó hay khi mà anh sử dụng cái này xem nào. Cái này hay thì nó chỉ có là ra lệnh giọng nói với lại ấy thôi, chỉ đường, dẫn đường rồi là nghe nhạc. Mà gì nữa? Cam 360 đấy. Cam 360. Mình thích nhất là cái này. Cam 360 bây giờ không có cái này là không đi được. Tiện đúng không? Anh em mình lái trên đường chút nhỉ. À khoan, nghe nhạc đã. Bây giờ phải xác định là mình đi đâu đã. Bây giờ em sẽ quay anh ra lệnh giọng nói nha. Chỉ đường tới ngã tư Xuân Đỉnh. À, anh đi lên Xuân Đỉnh à? Hay đi lên đấy? Mà cái sim này nó không hết lưu lượng, nó hơi chậm. Đi về hướng đông nam về phía ngõ 87 Thiên Hiền, sau đó rẽ trái vào ngõ 87 Thiên Hiền. À. Dẫn đường tới ngã tư Xuân Đỉnh. Đấy, cái bản đồ này nó có cảnh báo tốc độ. Đúng không? Dạ. Anh đi trên đường nó có cái cảnh báo này. Nó chuẩn còn được 90% đấy. Còn nghe nhạc nữa. Đây bản đồ Google Map đây, phát nghe nhạc nữa. Nghe nhạc trẻ gì mít. Đấy. Em cũng hay nghe nhạc trẻ remix. Đấy, cái em Jerry này. À, đây là Julie. Bé này làm nhạc hay. Em hay nghe mấy bản nhạc của Julie và cái em Jerry ấy. À, anh còn lắp thêm một quả loa trầm nữa. Một quả loa trầm nữa anh em ạ. Đây. Một quả loa trầm để dưới gầm ghế. Đây. Đấy, mình kéo ra cho anh em xem rồi. Quả này là Nakamichi. Đôi chép của JBL. À đây, còn đôi chép JBL nữa. Đấy, nhưng mà nằm bên trong này rồi. Tiếng của nó là chép riêng, nó mono lắm. Đúng rồi. Chép riêng ấy thì nó, của nó thì nó sẽ có cả lời nữa. Nó không tách. Nó mono lắm, nó không hay. Đây, con này thì cái tay chỉnh ở đây. Đấy. Đây, mình sẽ to một chút này.
nếu mà không có trầm này thì nghe nó chỉ có lời với cả ấy thôi, còn đệm trầm lên này đấy thì nó sẽ ấm hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi một tí nhỉ, xong anh giới thiệu cho em cái, em giới thiệu anh em toàn bảo ông bán hàng không nói gì cả hay. À, anh xin nhân trái của em. À rồi. Đây, xin nhân trái này, anh chạy chậm chậm nhá. À, anh giới thiệu cho em những cái hay phát. Đấy, à, em đang đi trên đường anh em ạ. À, cái này có một cái hay nữa, đó là khi mà anh xi nhan mà anh không muốn nó hiện lên cam là cài đặt được đấy. Không biết anh cái đấy biết cái đấy chưa? Đấy, đấy là anh biết, em biết rồi. Ấn ở trong cái tròn tròn này đúng không? Đúng rồi, cái điều hướng này. Đúng, cái điều hướng. Anh không muốn nó hiện lên thì anh... Bởi vì là sao? Mình đi cao tốc xi nhan nó hiện lên nhiều lúc cũng thấy ngứa mắt, đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhưng mà mình đi trong loanh quanh. Nhưng mà theo mình nghĩ thì nó không được mà, nó chỉ có một cái ô con thôi mà. À, thì cũng được, cái đấy nói chung là mình có thể mình tùy ý theo cái điều chỉnh của mình. Đấy, nét đúng không? Anh thấy độ nét như thế nào? Yên tâm, bây giờ đúng mình mà không có cái này là không đi được. Quen rồi. Quen rồi, với cả nó an toàn mà, mình nhìn được xung quanh mà. Nói chung là không có tiền thì thôi, chứ có tiền thì nên lắp. Đấy, đó. Mua được đặt mua giờ xe chưa có một vết xước. 3 lần đi làm mà hết ngay chứ cái gì đâu mà. Hôm trước cái bạn đi làm sơn xung quanh đấy cũng hết 9 triệu. Mà trong bảo là... đấy là em nói với anh là cái sơn zin nó vẫn hay hơn là cái sơn đấy. Cái sơn này nó sẽ bị có thể nó không trùng màu. Mới mua xong cái là em mang luôn rồi. Đó, ngon luôn. Đấy. Thì cái cam 360 thì em thấy là ngoài cái tính năng đấy nhá, nó còn có cái ghi lại hành trình nhá. Cái đấy an toàn đấy chứ. Ghi lại hành trình cả 4 hướng luôn. Anh đã xem lại cái này bao giờ chưa? Xem rồi. Đấy, tiện mà đúng không? Mình không, bây giờ mình chỉ xem một hướng cái cam bên trên. Thì bây giờ nó có thêm những cái bên dưới. Đúng không anh? Đấy. Ngoài ra nữa thì ở đây có cái bản đồ này nhỏ nhỏ này. Ở đây em chia đôi màn hình này. Đấy, con này hay. Anh tập trung lái nha, để em chỉnh cái này một chút cái này thôi. Bên này này, cái này cảnh báo tốc độ. Anh hay đi tỉnh ấy, anh dùng cái này. Hay phết ấy. Đấy, mình chạy 9 cây này, ở đây là 50 này. Chạy quá là báo. Mình không tin ông này, mình có thêm ông này nữa. Nó tiện. Đi tỉnh ấy, đi đến cái đoạn mà nhất đoạn cao tốc ấy, nếu nhớ không? Nó có thể ra được 4 màn hình. À, 4 5 màn hình đây. 4 màn hình là cho vào cái ô tròn 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 là nó ra được 4 màn hình con. Đấy. À. Là có thêm cả cam 360. Thế là cái này thì cũng ít nhưng mà nó có cái đa nhiệm này này, thỉnh thoảng là mình còn đi đường mình còn gọi là muốn xem thêm một số những cái ứng dụng. Cái này anh có thể gọi MTV3 ra nữa đấy. MTV3, MTV1. Đấy, thông qua cái app của FPT Play ấy, của FPT. Hoặc là anh gọi K360 lên được. Anh bấm một trên này anh gọi cho em K360 lên phát. Nói chung anh em muốn làm cái này mà cho nó ngon hơn ấy, cũng là C8 giống mình ấy, thì nên ra đây đi đăng ký lại, đi cài lại cái OLED AI. Mình thấy có nhiều cái nó mới rồi. Ờ đấy. Có cả Việt Map rồi, có hết gọi đúng các rồi. Lệnh khác. Rồi là cái giao diện là chữ nó cũng phông nó khác hơn. Nó to hơn, nó đậm hơn. Đây. Ở đây là mình có thể vuốt này. Ấy. Nét chưa? Nói chung là so với tầm giá này là có ok. Hợp lý đúng không? Nét. Mà đẹp mà, lắp vào xe nó đẹp. Thế thì so với con bản full thì mình lấy con tiêu chuẩn, mình lấy tiền đấy mình đi độ. Mà cái này mình thích nhất là cái này, là cái điều hòa cơ này, nó mát sâu hơn. À. Nhưng mà điều hòa tự động thì nó cũng chỉ khác nhau cái... Chắc là do là ngày trước mình đi cái điều hòa tự động, nhưng chắc là do mình không biết chỉnh. À. Nhưng mà đi nó không sâu bằng cái này. Cái này mát sâu hơn, mình thấy mát sâu hơn. Ok. Nói chung là đấy là cái mấy cái món độ ấy thì... Đấy, thỉnh thoảng là cứ... Anh em có muốn độ gì ra cho anh Trung nhá. Thỉnh thoảng là cứ có anh em mà trẻ trẻ ấy, mà kiểu cũng hay chém gió ấy, hay Trung hay rủ anh em là anh lên hình chém gió em với, chứ một mình em chém gió anh em bảo mẹ ông bán hàng mà. Thực ra trong nghề thì ai cũng làm một cái việc gì đấy, mình làm việc của mình thì mình cứ quay lên đây, anh em nào quý thì ủng hộ. Nói chung là mỗi người một nghề, anh Trung mà làm ăn mà vớ vẩn thì không tồn tại được. Đấy. Bây giờ lại kéo thế hệ lụi một số, ví dụ mình ra đây đi thuê nhà rồi các thứ nó nhiều khoản lắm.
Thế nên là anh em yên tâm đi. Đấy, cảm ơn anh em đã xem video nhá. Bye bye.